Theo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Siêu Tuần Ăn Nhí. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với bé Siêu Tuần Ăn Nhí đầu tiên. Xin mời bé Linh Châu ạ. Rồi, xin chào Linh Châu nha. Chào con lại đây nào. Con hãy gửi lời chào đến cô chú giám khảo nha và giới thiệu tên nhé. Xin mời con. Con chào các chú, con chào các cô. À, con tên là Linh Châu đúng không? Dạ. Con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 4 tuổi. Xin chào mọi người, con là Linh Châu. Con sẽ chuẩn bị một muôn ít liệu nhà lối Atro. Mỗi tuần con tập với mẹ 2 ngày, tập tiết thời 1 ngày. Tập muôn ngày con không thấy khó để hết. Mình muốn chuẩn bị cho bạn một cái hành trang thật tốt để bạn bước vào một trường múa, một môi trường chuyên nghiệp luôn. Khả năng của bé tiến bộ rất là nhanh và bé có những cái tố chất thiên về thể lực, về độ dẻo. Bạn có cái tính kiên trì, kiên nhẫn cực kỳ tốt. Và có những lúc thì cả đi nản, bỏ cuộc, khóc. Nhưng đến giờ phút này thì con đã vượt qua được những cái độ khó của về bộ môn dẻo. Con là Linh Châu, con là Nhí Nhí. Mới có 4 tuổi à? 4 tuổi à? Ngày hôm nay con đến đây để biểu diễn tài năng bộ môn gì nào? Bộ môn là Atro, ép dẻo, nhào lộn. Giỏi quá à. Có 4 tuổi mà con làm được nhiều quá. Hôm nay cái bộ đồ con đẹp quá, ai mua cho con vậy? Dạ, mẹ mua. Ồ à, thế con có đi biểu diễn ở đâu chưa? Dạ rồi. Thường là con biểu diễn ở đâu? Ở nhà con là tập nhiều. À, con biểu diễn ở nhà nha chú nha. Mẹ con làm nghề gì nè? Nghề là dạy cách để lại con. Nghề của mẹ là dạy lại con. Này, thường là ba trả lương cho mẹ hả con? Dạ. Dạ. Cây nhà lá vườn quá anh ha. Chú Thành nghe con kể nhiều môn quá. Nào là nhảy, nào là múa, nào là yoga, thì cái nào là chính? Thực ra cái bộ môn của bé đăng ký tham gia sẽ là Acro Yoga, là một bộ môn yoga kết hợp với nhào lộn và ép dẻo. À, cho chú Thành coi thử chút xíu để chú Thành hiểu cái từ đó là cái từ gì được không con? Dạ, bây giờ cô chú đang rất là tò mò về bộ môn của con biểu diễn một vài động tác nha. Rồi, xin mời Châu nha. Mà quá là dễ thương đi. Bé xíu à, đây. Làm khớp nhạc lắm đó. Dạ. Cái lỗ tai của con nghe nhạc rất là giỏi đó, chú Thành khen nha. Cái tay chân lên là đợi nhạc nha. Có đợi nhạc đúng không? Dạ. Đó, tôi biết mà. Người ta canh hết á, người ta giỏi lắm đó, không phải đơn giản đâu. Cái cách Linh Châu làm á, làm một cách cực kỳ nghiêm túc. Tuy mới có 4 tuổi thôi nhưng mà cái thái độ rất là nghiêm túc. Đúng. Dạ, thần thái nữa, lúc đầu diễn đang hơi nghiêm túc, cái chợt nhớ phải cười á anh cái. Đúng. Đó là cái tinh thần chuyên nghiệp. Ở nhà mọi người thường gọi con bằng cái tên gì? Tên là Sao vậy?
ép dẻo nhào lộn. Ở nhà con tên là ép dẻo nhào lộn. Nhà là mẹ gọi con là cái gì? Quên luôn rồi, diễn một bài một phút xong quên hết rồi. Cái đoạn bún chân bún mạnh quá, nó văng cái tên ra rồi. Đôi khi á, bé không thích lộ nickname của bé cho nên bé không yên quyết không nói. Cái ý này hay nè. Đang tự nhiên làm vậy là tôi lại càng thắc mắc. Tôi muốn biết cái tên là tên gì mà giấu dữ vậy. Đúng rồi đó. Ở nhà mẹ con gọi con là tên gì vậy, cô bé áo hồng kia? Mẹ gọi là Linh Châu hay là gọi tên gì? Cà Ri. Người ta không có muốn kêu Cà Ri. Con có cái thích cái tên đó không? Cả. Ủa có, sao mà nãy con quên mất tiêu cái tên mình luôn vậy? Con học acro yoga bao lâu rồi? 3 ngày. Nói chuyện như giận chơi thiệt nhỏ. 3 ngày. Lúc mấy tuổi con bắt đầu học cái này? Là 4. 4 tuổi. Bây giờ là mấy tuổi? Là 4 tuổi luôn. Ngon. Anh tính ra là mới học có 3 ngày. Ngon. Là học lúc 4 tuổi, 3 ngày sau vẫn là 4 tuổi. Bây giờ con nói là những cái môn này là mẹ con chỉ con. Thì mẹ con cũng làm được y chang như con không? Này khi mẹ làm được là mẹ lớn không làm được. Chết rồi. Bây giờ mà mẹ cái xương cứng là không được. Mặt con ép dẻo có đau không? Tại vì chú Thành nghe người ta nói là ép dẻo là đau lắm á. Dạ không. Không đâu, con thử ép dẻo cho chú coi coi. Xoạt dọc xoạt ngang cho chú coi con coi. Con biểu diễn chú xem nha. Xoạt ra coi rồi. Hay quá. Rồi sao nó đơn giản thế nhờ. Sao nó làm nhẹ nhàng vậy ta. Con nằm ngửa ra luôn vẫn giữ. Thế con cảm thấy ép dẻo mà động tác khó nhất là gì? Con cảm thấy cái nào đó, khó? Đơn giản. Đơn giản, bé làm đơn giản. Khó nhất đó. Anh ơi, mới 4 tuổi nhưng mà kỹ thuật rất là chính xác nha. Lúc nào dũi, cái mũi chân. Chân. Dạ đúng rồi. Nói gì làm nấy, 4 tuổi rất là chuyên nghiệp, rất là ngoan. Không vậy con chứ không ai bắt phạt hết trơn. Vậy vậy. Dạ giỏi quá. Nào mời con đứng dậy nha. Mình biểu diễn hết mình cho cô chú xem rồi. Mà thôi giờ mình giữ sức để mình còn làm mấy cái thử thách nữa à. Cho tôi hỏi là bữa nay thử thách gì với người bận áo hồng này? Mọi người hãy cứ chờ xem nha. Chúng ta hãy cùng đến với thử thách ngay sau đây. Con lùi lại chút xíu nữa. Lùi lại chút nữa con. Đau vậy, đau vậy. Ủa
nhiều lên, con lùi nhiều lên. Trời ơi, có duyên quá. Rồi, con đi ra tới Vũng Tàu hay là Hồ Tràm rồi đây? Mới tới Suối Tiên à? Mới tới Suối Tiên mà cọc lắm á. Mà cái đoạn hồi nãy ai móc vô mà sâu quá, nhỏ tính chưa có tới. Ta tuột lại ba lần, ta khều không ra, ta quạo, ây da, cứng quá. Cái đoạn bị gì đi thương... chơi mà lấy hoài lấy không được, tức trễ giờ tức dễ thương. Yeah. Mà cái đó nó mới trẻ con, cái đó nó đúng. Mới con nít đúng. Yeah. Con nít phải vậy chứ con ơi, hồi nãy con là rất là dễ thương rồi, và cái màn thử thách này là con muốn thể hiện cho cô chú để thể được những cái kỹ năng mà con áp dụng vô cái cuộc sống hàng ngày của mình, đúng không? Mình tự mặc đồ, mình tự thay đồ, mình tự chuẩn bị một buổi sáng đi chơi một mình luôn, mà mình còn ép dẻo nữa. Anh kêu Châu lấy cho mẹ ly nước đi. Linh Châu. Dạ. Lấy cho mẹ ly nước coi con. Vậy đó, chứ đâu có lấy mình được. Mày vậy. Có không, ở nhà mình có áp dụng ép dẻo vô cuộc sống vậy không con? Dạ có. Cả. Có. Wow. Mà lúc mà đưa cho mẹ ly nước là còn nước trong ly không? Vậy thì Linh Châu ơi, khi mà con ép dẻo, con lấy đồ thì mẹ có la không? Dạ không. Mắc gì la nhỏ? Em, nếu em mà làm kiểu vậy là em bị la liền luôn. Tại sao? Kiểu như câu giờ á. Đang cần, đang gấp mà còn... Thì đó, đang cần gấp mà cứ kêu từ từ ép dẹo lấy đồ á. Trời ơi. Dạ, thì hồi nãy con đã vừa biểu diễn rồi, nhưng mà cái tiết mục thử thách vừa rồi của con á, con có cảm thấy hài lòng không? Thì có. Em thấy mặt cọc lắm nha. Mà khó chịu lắm. Ai máng cái túi sâu quá ta móc không ra, nó bị cấn cái nách đây nè, nó mỏi cái nách cũng nhỏ. Nãy giờ bé biểu diễn cá nhân một mình nè, rồi diễn với đồ vật nè, rồi anh cũng thắc mắc là những cái bộ môn này thì có diễn với lại người khác bao giờ chưa, diễn cặp hay là diễn đôi gì đó? Như vậy chú Phúc muốn bé sẽ biểu diễn kết hợp với lại một người nào đó khác để chúng ta có thể quan sát được cái kỹ thuật mà chúng ta có thể dễ dàng phân biệt hay so sánh hơn, đúng không ạ? Đúng rồi. Và chương trình sẽ đáp ứng yêu cầu của khách mời của chúng ta ngày hôm nay luôn. Chúng ta sẽ cùng đến với thử thách tiếp theo của bé Caria. Wow.
Wow, quá tuyệt vời. Trời ơi, thực hiện bao nhiêu là động tác khó mà tỉnh queo vậy ta? Mệt không con? Dạ, chắc là cho con thở chút xíu. Trong lúc đó mình sẽ phỏng vấn người hỗ trợ cho bé. Không, ổng thở mạnh hơn nó. Tội nghiệp với ổng đỡ dưới mà nặng hơn chứ. Ông mà nói chung là tiết mục này nha, bạn tên Harry á, thì cảm thấy rất là ấn tượng là vì á, Linh Châu á, thể hiện cái sự ta tin tưởng người lớn á. Kiểu như tin tưởng tới mức độ mà mình cảm thấy liều luôn á. Thực ra một phần đây cũng là thầy của bé à. Đây là thầy Hiền. Bé tập luyện chính xác là từ lúc mấy tuổi ạ? À, bé tập cái bộ môn này là tập được 3 tháng à. 3 tháng? Ủa thiệt hả? 3 tháng à. Ủa vậy thì bây giờ cho Harry hỏi là cuối cùng mẹ của bé có học từ thầy không? Dạ, lúc đầu là mẹ của bé học từ em. Sau đó là mẹ bận quá thì mẹ muốn con học cái bộ môn này, tại bộ môn này rất là hay. Dạ. Thì bé theo được 3 tháng thì tập được tới giờ. Bé rất là giỏi. Hay. Anh ơi, cho mình hỏi là cái môn này là lớn rồi có học được không? Cỡ của Harry có học được không ạ? Ây gì vậy trời? Dạ, thực ra cái bộ môn này đó là nó không phải là thiên về ép dẻo, cần cái dùng cái lực nhiều. Và bên Thái Lan thì có những thầy 6-70 tuổi vẫn tập được ạ. À. Hồi nãy thầy nói có một động tác dễ lắm, có thể làm được ha. Dạ đúng rồi. Ghiêu làm thử. À. Ý thầy là em nằm dưới hay nằm trên này? Em muốn nằm trên hay nằm dưới? Muốn nằm dưới hay nằm trên ý em? Em ý em chứ, giờ em hỏi người ta ai trả lời được. Ý em muốn sao? Ừ. Trên rồi, trên rồi. Ghiêu phải nằm trên nha. Cái sức của em thì không thể nào, chưa có gọi là tập luyện, không thể ở dưới để đỡ người khác được. Người khác được. Cái nốt của em không nằm dưới được. Anh thôi đấy à. Thì giờ làm đi, nằm gì đâu, nằm đâu nằm đấy. Bây giờ bé nhà em 4 tuổi làm được, không lẽ em không làm được. Chứ gì nữa. Thầy o bé nha, chứ MC của chương trình có một đứa đó thầy ơi. Hay quá. Hay quá. Wow, siêu nhân Ghiêu. Thầy ơi thầy, Ghiêu nó còn nhỏ cỡ tôi thì làm được. Được luôn hả? Dạ, lên, lên. Trải nghiệm lên ơi. Hay khoái à. Em lên em không dám thở chứ dở luôn á. Con mê mấy cái này lắm. Mình làm cái khác đi thầy. Cái thế của anh Thành là thế cá voi. À thế tôi lên cái kia cá voi liền à. Kia nhìn kìa. À, cái này có vẻ dễ hơn. Cái này có vẻ ok à. Ê cái này dư sức anh ơi, dư sức à. Dạ sao? Xoay cái người lại. Wow. Dạ. Wow. Rồi dựa vô. Ngã cái lưng vô đây. Rồi. Anh ơi một cái chân, một cái chân. Một cái chân. Cái chân. Dạ. Cái này là thế cá voi dãy chết. Thầy cái chân mạnh vô địch. Chắc yeah. Đúng không? Tại vì có cái đoạn là anh không có thế thì anh bị dơ cái chân lên anh định té rồi. Ông thầy cũng rị lên. Đúng liền. Ông bấu muốn quéo cái lưng luôn. Rươi thiệt. Vỗ tay cho ông thầy luôn. Dạ, cảm ơn thầy. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta cũng tìm hiểu được thêm một bộ môn rất là thú vị, rất là tuyệt vời, đó chính là Acro Yoga. Cảm ơn sự hỗ trợ của thầy rất nhiều. Cari hôm nay giỏi quá à. Chú Phúc đưa ra thử thách, giờ Cari có chinh phục được chú Phúc không ạ? Rất xuất sắc luôn ạ, chúc mừng con, rất chinh phục luôn. Và chắc chắn là chú Phúc sẽ hướng cho con gái của chú Phúc sẽ đi học Acro Yoga giống như con. Hay quá. Để được uống dẻo và thể lực. Như vậy là Cari sắp có bạn rồi đó, con gái của chú Phúc tham gia học cùng nha. Chưa chắc chung lớp đâu, mấy tuổi? 3 tuổi. Ý. À, 3 tuổi. Em. Dạ, dạ cảm ơn chú Phúc. Giờ còn phần nhận xét của cô Harry Won thì sao ạ? Hôm nay trình diện của Cari, cô rất là thích. Tại vì thích cái tính cách của Cari. Cái tính cách ngây ngô mà rất là nghiêm túc. Đúng. Và rất là cầu toàn. Là những cái tính cách đó nó rất là hợp với chương trình siêu tài năng nhí. Tại vì bé lúc nào cũng muốn là cầu tiến, cầu tiến, cầu tiến.
tuy 4 tuổi nhưng mà ý thức được là mình phải làm giỏi hơn thì Harry rất là thích cái tính cách đó. Chúc mừng con nha. Dạ. Cảm ơn con đã đến với chương trình Siêu Tài Năng Nhí, chương trình thèm thuồng và cần những người như con. Hôm nay con rất là giỏi luôn Cari ơi. Bây giờ là con mới 4 tuổi thôi nhưng mà sau này lớn lên á, con muốn mình trở thành nhân vật như thế nào? Ước mơ là nấu ăn. Ai cua dễ thương. Người ta mê cà ri mà. Tương lai cháu làm gì? Mở tiệm cà ri dê được chưa? Được không nè? Được. Chú hiểu con quá mà. Còn bây giờ sẽ là quà của chương trình dành cho cà ri. Gửi tặng cà ri và chúc cho cà ri là sẽ nhận được thật là nhiều sự ủng hộ của quý vị khán giả. Ngoài ra còn tặng cho cà ri một bé búp bê nữa, mình về nhà mình tập uống dẻo cho bé đi, cho bé này luôn nha. Dễ thương quá à. Và chúng ta cùng gặp gỡ bé tiếp theo ạ. Xin mời. Theo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Thứ tư hàng tuần, đừng quên đón xem Siêu Tài Năng Nhí mùa 3 trên YouTube Madison Media Group.